Giới thiệu cho các anh em về một cái mẫu mạch này ha. ICMD9840 có loại trim DSP lập trình chống hú ha, có nguồn sung Bluetooth đời mới nhất ha. Đấy, khối live stream đây, live stream dài thì đối với live stream dài thì có hai ngõ vào layer và layer cho phép mình kết nối điện thoại ha, hai cái điện thoại luôn, một cái phát nhạc, cái để thu âm live stream, sơ mic kết nối với micro jack 3.5, cổng tai nghe monitor, wall monitor ha, mic bass, echo, trip bass, nguồn sung ha. Thì đối với mẫu mạch ICMD9840 này, nó có công suất là 150W ha, cho phép mình tải loa 4 tấc đơn hoặc là 3 tấc đôi ICMD9840 dưới miếng nhôm này ha. Ok, thì ở đây mình đang test với cấu hình là 4 tấc đơn 3 tấc đôi đều được hết ha. Ok chưa, đây hát 4 tấc con 51 ha, cái loa chung, cái loa chết lắp bình vô ha. Thì đối với bo mạch này thì mình cắm điện 220 để sạc bình ha, cắm điện 220 để sạc bình. Ok rồi, thì ở đây mình đang lắp với micro không dây ha, mic xét tần số đây, số chỉnh âm lượng thân nhôm, mic tốt ha, mic xịn này ha. Ok chưa, rồi thử nghe lỏng. Ok, thử micro ha, thử tiếng micro này, là thử cái tiếng micro ha, tiếng micro đặc biệt lắm, lập trình ha, tiếng ca rất là trọng mượt ha. 1, 2, 6, 8, 90. Đó, cái tiếng mic nó phải chắc, tiếng phát mạnh ha, echo nó mạnh ha, đặc biệt là phải trong, ca nó mới hay được ha. Đó, mình thử lại lần nữa cho cái này. À, 1, 2, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 6, 8. Đó, nó phải gì đó. Đó, chống hú đó. Đó, thấy điều đặc biệt không? Đó, mình tăng von mid cao nè. Tiếng chép, tiếng mid von rất là cao nè ha. Đây, này ở mức 6 luôn nè. À, mức 6 luôn. Này, mức 6 luôn. Mức cao. 1, 2, 6. Thì đối với những cái mẫu mạch mới bên mình đều có chống hú ha, tiếng ca đều là tiếng ca lập trình ha. Đó, giờ mình thử sơ và tiếng nhạc chút ha. Đây, mẫu bo mạch ICMD9840 là trim chống hú ha.
Ngày xưa yêu nhau đường về hai thôn cách xa thôn cơm gió chiều nhớ mà. Xin em đừng hân hoan mắt ước, người nghĩ em sao cũng được, miễn hà huyền trong lòng là được. Chỉ xin em đừng lễ vân. Tiếng nhạc thì khó chưa ha, cực kỳ sắc nét luôn ha. Thì đây mình test lo rồi, các anh em dễ theo dõi về công suất của thực của cái lo ha, với bao mạch ha. Còn mình test trong thùng thì âm thanh nó sẽ chắc ha, mát mạnh ha. Ca thì giờ mình ca thử một đoạn nhỏ để cho các anh em xem cái tiếng DSP reverb trong hú này nó mượt cái nào ha. 1, 2, 3 giảm mic cô lại chút, giảm mic cô lại chút. 1, 2, 3 không chống hú kè ngồi gần lo luôn ha, không sợ hú hí gì ha, bảo vệ lo chép không sợ bị hư ha, lo chung cũng vậy, lo bát cũng vậy ha, ba mặt không sợ bị cháy ha, cái đó là điều thực tế, điều hiển nhiên ha. Đó, không chống hú thì không sợ hư lo, không sợ hư mạch. Ok, mình kết thúc video tại đây.